vé chợ đen công khai rao bán trước giờ giao lưu với tuyển U23. Người hâm mộ xếp hàng cả ngày không săn được vé miễn phí vào sân vận động Thống Nhất giao lưu với U23 Việt Nam, trong khi vé chợ đen ngoài thị trường còn rất nhiều, được rao bán từ 250 đến 300 ngàn đồng. Đến trưa nay, cổng chính sân vận động Thống Nhất, đường Nguyễn Kim, quận 10, vẫn còn hàng trăm người hâm mộ xếp hàng chờ săn vé miễn phí vào sân vận động Thống Nhất. Để săn được tấm vé vào thời điểm này rất khó khăn. Cũng tại thời điểm này, chúng tôi quan sát có rất nhiều người lợi dụng tình trạng sốt vé đã công khai bán vé chợ đen với giá từ 250 đến 300 ngàn trên một vé. Chỉ trong thời gian ngắn có mặt, có khoảng 20 người cầm cả sấp vé nhưng chưa rõ vé thật hay giả chào mời dòng người hâm mộ đang vật vờ chờ nhận vé miễn phí vào sân vận động Thống Nhất. Một phụ nữ mời chào, bán 200 đến 300 ngàn đồng mỗi vé và liên tục nói vé miễn phí vào sân đã hết rồi. Bạn Thu An, sinh viên, ngụ quận Bình Tân, cho biết, mỗi người chỉ có thể nhận cao nhất 2 vé miễn phí, tuy nhiên tôi không hiểu sao lại có vé tuồn ra bên ngoài và bán với giá cao như vậy. Cũng theo nữ cổ động viên này, để có thể nhận vé, Thu An phải like và share fanpage của câu lạc bộ bóng đá thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến nhận vé, bạn phải đưa chứng minh nhân dân và điện thoại hoặc máy tính bảng để ban tổ chức kiểm chứng thì mới hợp lệ. Từ 6 giờ sáng đến trưa nay, mình cùng hàng nghìn người khác phải xếp hàng để săn vé nhưng đến trưa thì phía ban tổ chức thông báo đã phát vé hết rồi, Thu An buồn bã nói. Theo ghi nhận, rất nhiều người hâm mộ đã phải móc tiền túi mua vé chợ đen và chấp nhận rủi ro. Trong khi đó, nhiều người vẫn cố nán lại trước cổng sân vận động Thống Nhất, chờ ban tổ chức mở các đợt phát vé khác. Trong một diễn biến khác, sáng nay tại cuộc họp báo thông tin chương trình giao lưu đội tuyển U23 tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 3 tháng 2, ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tất cả 25.000 vé đã được phát hết cho các đơn vị, tổ chức để tiện quản lý. Ông Mai cho rằng, điều kiện sân vận động Thống Nhất chỉ chứa 25.000 người nên ban tổ chức không thể phục vụ hết nhu cầu của người hâm mộ. Ban tổ chức sẽ làm việc với công an để hạn chế thấp nhất tình trạng bán vé chợ đen. Cảm ơn số 10 thầm lặng của U23 Việt Nam. Vòng chung kết giải U23 châu Á, nếu so với Quang Hải, Văn Thanh hay Tiến Dũng, Công Phượng không thật sự xuất sắc bằng. Nhưng, với bạn đọc Anh Chí, số 10 của U23 Việt Nam xứng đáng là người hùng thầm lặng. Vì sao? Khi cả nước đang đắm chìm trong những thời khắc lịch sử, khi những anh hùng được mọi người hâm mộ hô vang, như Sát Thủ, Quang Hải hay Thần Giữ Đền, Tiến Dũng, mọi nơi đều sôi lên những cái tên vàng của làng túc cầu Việt Nam trong một tháng qua. Nhưng ở đây, mình chỉ xin phép gửi lời cảm ơn đến số 10 thầm lặng của U23 Việt Nam. Bóng đá là vậy, không phải vinh quang là không nghiệt ngã. Một đội bóng có thể mang chiến thắng tột cùng về cho quốc gia, bằng mồ hôi, bằng máu của một tập thể. Nhưng khi tất cả trôi qua, vài năm hay đôi khi vài tháng, điều duy nhất còn đọng trong chúng ta, có lẽ chỉ là người ghi bàn hoặc một ai đó chơi xuất thần. Có thể ai cũng nhớ, tại trận chung kết Euro năm 2008, Tô Z là người đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Tây Ban Nha xóa lời nguyền, học tài thi Phật. Nhưng mấy ai nhớ được, một phần lớn bàn thắng đó đến từ pha chọc khe tuyệt vời của Xavi. Một trận đấu mà Tô Z từ kẻ thế thân cho David Villa trở thành người hùng quốc gia. U23 châu Á 2017 chắc chắn là giải đấu AFC cuối cùng của Công Phượng trong màu áo U23 Việt Nam. Ai cũng tin rằng chàng trai này sẽ dành rất nhiều máu huyết cho giải đấu. Nhiều người hâm mộ có lẽ chỉ chờ đợi những pha đi bóng của Công Phượng giữa hậu vệ đối phương, hay may mắn hơn là một quả phạt đền kiểu Banenka. Không nhiều người kỳ vọng vào một giải đấu mà Việt Nam mang đến hơn nữa cầu thủ thường xuyên mài đụng quần trên băng ghế dự bị tại câu lạc bộ. Thậm chí rất nhiều người chẳng buồn theo dõi vòng bảng giải này. Ngay từ vòng loại, U22 Việt Nam khi đó cũng chỉ đến với vòng chung kết kỳ tích này bằng những chiếc thắng trước các đội yếu hơn hẳn và một thất bại khó chịu trước Hàn Quốc. Một trận đấu mà cá nhân tôi cho rằng Công Phượng phần nào đã cứu lấy danh dự cho hàng thủ lơ ngơ của U22 khi đó và U23 kiêu dũng bây giờ. Nhiều lẽ như thế, chắc rằng với nhiều người vẫn luôn theo dõi từng trận đấu của U23 Việt Nam, cũng chỉ mong thấy được vài pha trình diễn của Công Phượng như ở vòng đấu loại là đủ rồi. Nhưng, một loạt các trận cầu chấn động của đội nhà làm không ít người nhận ra sự mờ nhạt của Công Phượng trên hàng công. Nhưng với riêng tôi, đó là cái hay của ông Park, đó là điều mà các huấn luyện viên trước kia chưa làm được.
Có thể đây chính là câu chuyện ông già 60 tuổi này đã nói với các cầu thủ trong phòng thay đồ, nói trên bàn ăn, nói trong các giờ nhàn rỗi. Câu chuyện của việc kiềm hãm cái tôi, và chơi thứ bóng đá của sự hy sinh vì tập thể. Chúng ta không thể nào kỳ vọng Công Phượng sẽ dùng sức mạnh trấn áp quần hùng, hỗ trợ phòng ngự cánh trái như Mario Mandzukic đang làm ở Juventus. Cũng không thể nào đòi hỏi, với thể hình thuộc dạng nhỏ nhất đội của Công Phượng, mà có thể cắt bóng, bức tốc và áp đảo hàng phòng ngự như đứa con của thần gió, Thierry Henry, một trong những tiền đạo phòng ngự, tiên phong trong bóng đá hiện đại. Nhưng, cá nhân tôi, rất muốn và đang cảm nhận Công Phượng sẽ gắng trở thành Roberto Firmino của Việt Nam, một trong những tiền đạo đẳng cấp, đơn độc trên con đường, tiền đạo phòng ngự, kỳ dị của Anh. Với cách ông Park ăn mừng hay phản ứng ngoài đường biên, tôi hay liên tưởng đến Jurgen Klopp, và hy vọng, trong những lời chia sẻ của ông thầy xứ Hàn, ông cũng sẽ tin tưởng Công Phượng như cách mà Klopp không thể thiếu Firmino. Vì với Klopp, để đánh giá một trung phong hiện đại, mà chỉ qua việc ghi bàn thì sẽ không tìm ra được người đẳng cấp. Một giải đấu vô tiền khoáng hậu của U23 Việt Nam đã trôi qua, mang đến rất nhiều cảm xúc, vinh quang, tự hào cũng như tiếc nuối. Dù rằng chưa trọn vẹn, nhưng cũng xin cảm ơn các cầu thủ của chúng ta đã mang đến một cái nhìn toàn cảnh nhất về bóng đá. Từ nghệ thuật, cho tới đời thường, từ hào nhoáng cho đến gai góc, từ sân bay cờ hoa cho đến mái nhà thầm lặng của những người mẹ đang đợi con. Với những người hâm mộ, dù là đam mê đường bóng mấy mươi năm hay hôm qua vẫn là người chề môi với môn thể thao, 22 thằng giành giật chi một quả bóng, thì tháng 1 năm 2018 vẫn là tháng báo tố thật sự trong lịch sử dân tộc. Về Công Phượng, hình ảnh mà người hâm mộ có thể nhớ nhất ở giải đấu, có thể là pha xoạc bóng vào lưới U23 Isaac. Nhưng với tôi, đó lại là hình ảnh tranh chấp đầy lăn xả với số 10 đội bạn trước vòng cấm địa nhà, trước khi dùng kỹ thuật của một tiền đạo vợt qua hai cầu thủ khác trên sân bóng đầy tuyết phủ. Một chuẩn mực cho lối, tiền đạo phòng ngự, hiện đại, mà ngay cả thần tượng Neymar của Công Phượng cũng khó có thể chơi, dù sở hữu đôi chân ma thuật. Có thể Công Phượng sẽ khó vươn tới tài năng huyền thoại như Garrincha, nhưng hy vọng chàng trai này sẽ mang một quan niệm bóng đá như ông, người mà khi đội nhà Brazil thua trận chung kết World Cup ông vẫn cười hề hề trở về quê làm công nhân và đi câu cá. Vì với Garrincha, sau tất cả những điều như vinh quang hay vật chất thì bóng đá cũng chỉ là một trò chơi. Vào sân thì phải chơi hết mình và rời sân thì vẫn chỉ là một gã trai thầm lặng. Hãy nhìn câu chuyện của Công Phượng nhé, Bùi Tiến Dũng. Những tranh cãi liên quan đến việc sử dụng hình ảnh của thủ thành Bùi Tiến Dũng là hồi chuông cảnh báo cho cạm bẫy vinh quang mà các cầu thủ trẻ dễ mắc phải sau thành công cùng U23 Việt Nam. Tạm chưa bàn đến chuyện đúng sai trong việc tranh chấp việc sử dụng hình ảnh Bùi Tiến Dũng, hãy nhớ tới câu chuyện của Nguyễn Công Phượng. Hồi năm 2014, Công Phượng trở thành cái tên hot sau pha solo ghi bàn vào lưới U19 Australia, cầu thủ gốc Đô Lương khi đó được tung hô là Messi Việt Nam. Tên tuổi của Công Phượng từ đó nổi như cồn, kéo theo một loạt hiệu ứng truyền thông. Tưởng như tương lai tươi sáng đang chờ Công Phượng nhưng sự nổi tiếng quá sớm không hẳn là tốt, ít nhất trong những năm qua. Cuộc sống riêng của cầu thủ trẻ liên tục đưa lên mặt báo, từ câu chuyện tình cảm với ca sĩ Hòa Minzy cho đến cả những điều nhỏ nhặt của gia đình bị đưa lên mặt báo. Đi kèm với đó là cả chương trình đi tìm tuổi thật của cầu thủ gốc Đô Lương, ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh cũng như chính chuyên môn của Công Phượng. Hơn 3 năm sau, người ta bắt gặp hình ảnh Công Phượng lặng lẽ xuống máy bay, nhìn các đàn em như Quang Hải, Tiến Dũng được giới truyền thông săn đón ở phi trường. Ánh hào quang đó từng thuộc về Công Phượng nhưng nay đã chuyển chủ, ánh mắt buồn buồn lặng. Lẽ của cầu thủ một thời từng được tung hô một ngày nào đó sẽ xuất hiện ở lứa đàn em sau này, nếu không giữ được sự tỉnh táo. Đừng mắc bẫy truyền thông. Lứa U23 Việt Nam lần này được yêu mến không chỉ vì họ mang lại vinh quang cho bóng đá nước nhà, mà cả chất vô tư của những cầu thủ vừa chân ướt chân ráo ra ràng, chưa bị truyền thông nhào nặng. Nhưng nếu cứ tiếp tục câu chuyện như hiện tại, điều gì cũng có thể xảy ra. Vụ sùm liên quan đến việc khai thác bản quyền hình ảnh của Bùi Tiến Dũng là một điển hình. Tại sao không phải là những cầu thủ đã trưởng thành, chín chắn và đang ở đỉnh cao phong độ như Văn Quyết hay Đinh Thanh Trung, mà lại là cái tên mới nổi như Tiến Dũng? Đó là câu hỏi đầu tiên dành cho team truyền thông đang đòi đại diện hình ảnh cho chàng thủ môn quốc dân, đang có số lượng theo dõi trên Facebook hơn 2,6 triệu, nhiều gấp đôi cả Sơn Tùng MTB. Nếu thực sự có tâm, hãy để các cầu thủ đặt đôi chân trên mặt đất để phát triển sự nghiệp, thay vì lôi họ vào những rắc rối đằng sau hậu trường. Ở FLC Thanh Hóa, Tiến Dũng chưa chắc xuất bắt chính, khi phải cạnh tranh với hai đàn anh Bửu Ngọc cùng Thanh Thắng.
Ở tuổi 20, Tiến Dũng còn rất nhiều điều phải học, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Câu chuyện những tài năng trẻ thui chột, vì được tung hô quá đà, chưa bao giờ thiếu trong giới bóng đá. Xét cho đến cùng, Tiến Dũng vẫn là một cầu thủ, nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu là trau dồi chuyên môn. Thử hỏi nếu một năm nữa Tiến Dũng sa sút không phanh, ngồi dự bị ở câu lạc bộ và biến mất ở các cấp đội tuyển, liệu cậu còn có giá để các đơn vị mời chào quảng cáo? Sir Alex Ferguson từng nói rằng, phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Màn trình diễn ở vòng chung kết U23 châu Á cho đến lúc này mới là phong độ, còn đẳng cấp của những cầu thủ trẻ ở mức nào còn cần thời gian trả lời. Nếu thực sự có tâm, hãy chúc mừng Tiến Dũng, rồi đưa ra lời khuyên để cậu sớm trở lại sân cỏ, nơi thuộc về mình. Đừng bắt Tiến Dũng phải trở thành ngôi sao showbiz, nơi chưa bao giờ thuộc về cậu. Công Phượng đã nhận ra bài học đó sau những gì trải nghiệm suốt 3 năm qua. Trước thềm SEA Games 29, các phóng viên đã hỏi Công Phượng về câu chuyện tình xưa nối lại với Hòa Minzy. Câu trả lời của Phượng chỉ đơn giản là, em muốn mọi người quan tâm đến em trên sân bóng, còn những chuyện khác thuộc về cá nhân xin hãy tôn trọng em. Công Phượng đã hiểu đâu mới là nơi thuộc về mình, khi tự nếm trải cạm bẫy từ ánh hào quang. Giờ là Bùi Tiến Dũng, liệu cậu có vượt qua thách thức để nhận ra giá trị đích thực của bản thân? Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé!